Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng bếp ga đúng cách và an toàn. Đây. Khi bắt đầu sử dụng thì các bạn sẽ xoay cái van này, van chính, mở ra một vòng và bấm chốt an toàn nhé. Bấm chốt an toàn đấy, khi chốt an toàn kêu như thế là được. Bây giờ đây chúng ta sẽ bật. Đó. Đây là thao tác bật. To nhỏ. Mọi người có thể thao tác khi tắt. Khi tắt chúng ta sẽ quay. Quay này. Tắt. Đó. Bật. Đó là thao tác tắt và bật khi đang nấu. Còn thao tác tắt an toàn nhất là chúng ta vẫn để bếp như thế này, khóa bình ga lại đấy. Đấy, cho nó đốt hết ga và chúng ta sẽ tắt hoàn toàn đấy. Là trong cái dây này sẽ không còn ga đấy. Và chúng ta tắt bên trên đó, rất là an toàn, đảm bảo cháy nổ. An toàn nhất có thể phòng tránh cháy nổ nhá. Chúng ta đóng lên lại. Được.